không thể hack iPhone cho FBI, cách đây vài ngày, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã đề nghị Apple giúp họ bẻ khóa hai chiếc iPhone được bảo vệ bằng mật khẩu, từng được dùng bởi tên hung thủ gây ra vụ tấn công vào một căn cứ quân sự ở Florida hồi tháng trước. Dù Apple nói rằng sẽ hợp tác với các nhà điều tra nhằm cung cấp cho họ những dữ liệu mà hãng nắm giữ, công ty cho biết thêm là sẽ không hack vào các iPhone này để trích xuất thêm các dữ liệu khác. Đây cũng là hành động mà Apple từng thực hiện hồi năm 2015 khi cũng chính FBI muốn hãng phải mở khóa chiếc iPhone được dùng bởi tên sát nhân trong vụ San Bernardino, phát biểu tại CES 2020 trong một lần hiếm hoi xuất hiện. Jane Horvath, giám đốc bảo mật của công ty đã giải thích rằng, những chiếc iPhone được Apple trang bị khả năng mã hóa rất mạnh nhằm bảo vệ khách hàng, đặc biệt là dữ liệu lưu trữ trong điện thoại của họ. Trong trường hợp thiết bị không may rơi vào tay kẻ khác, CEO Apple, Tim Cook, từng cảnh báo vào hồi đầu năm 2016 rằng, hách vào một chiếc iphone sẽ là hành vi thỏa hiệp đối với bảo mật của mọi chiếc iphone khác nhờ không được cuối cùng fbi vẫn mở khóa được chiếc iphone của tên sát nhân vụ san bernardino thông qua sự giúp đỡ từ một bên thứ ba